mỗi năm cả nước tiêu thụ khoảng 20 tỷ viên gạch, trong đó gạch nung thủ công chiếm tới gần 90%. Tuy nhiên, sử dụng gạch nung đồng nghĩa với việc tiêu tốn năng lượng, gây ô nhiễm môi trường, giảm năng suất cây trồng và ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe con người. Theo quyết định số 567/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đến hết năm 2010, toàn bộ các loại hình sản xuất gạch nung thủ công trên toàn quốc sẽ bị xóa sổ. Tuy nhiên, đã 4 năm trôi qua, hàng nghìn lò gạch vẫn ngày đêm đỏ lửa tại nhiều địa phương. Còn tại các đô thị lớn, không ít những công trình đầu tư bằng vốn nhà nước vẫn tiếp tục được xây dựng bằng vật liệu nung, bất chấp quy định phải sử dụng 100% vật liệu không nung từ năm 2013. Nếu những lò gạch kiểu cũ đại diện cho một phương thức kiểu cũ, thì những quy định đổi mới thiếu thực tế khả thi chẳng khác nào những bức tường được xây nửa vời. Xin kính chào quý vị và các đồng chí. Công nghệ sản xuất vật liệu gạch không nung là công nghệ sạch và tiên tiến. Việc sử dụng vật liệu gạch không nung thay thế cho gạch nung truyền thống là một xu thế hiện đại và tất yếu của ngành sản xuất vật liệu xây dựng bởi những lợi ích đem lại như tiết kiệm nguyên liệu đốt, bảo vệ môi trường và sức khỏe con người. Tuy nhiên, việc áp dụng công nghệ này tại Việt Nam có thể coi là sự nửa vời. Sự nửa vời trong các quyết định xóa bỏ những lò gạch cũ của các cán bộ địa phương bởi những mối quan hệ thân cận và có thể không loại trừ cả những khoản chi phí lót tay. Sự nửa vời trong việc thực hiện lời hứa sẽ chuyển đổi nghề cho người dân, trong khi hàng chục nghìn con người chỉ biết bốc gạch từ khi 8 tuổi sẽ như chìm vỡ tổ với cùng chung một băn khoăn, rồi sẽ phải làm gì để sống. Sự nửa vời còn cho thấy trong việc trả lại môi trường sống khi các lò gạch bị dỡ đi, để rồi những hố nước sâu tiếp tục cướp đi sinh mạng của những đứa trẻ. Sự nửa vời trong việc tư vấn thông tin tới từng doanh nghiệp, để rồi hàng nghìn tỷ đồng đầu tư chuyển đổi công nghệ mới đã không thể thu hồi, hàng nghìn doanh nghiệp đứng bên bờ vực phá sản. Những sự nửa vời trong việc áp dụng công nghệ mới vào thực tế đời sống sản xuất đã tồn tại nhức nhối trong hàng chục năm qua trong nhiều lĩnh vực khác nhau, mà câu chuyện chiếc lò gạch cũ chỉ là một ví dụ điển hình mà chúng ta sẽ cùng bình luận trong chương trình ngày hôm nay. Và vị khách mời của chúng ta ngày hôm nay là ông Trần Văn Huynh, nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Chủ tịch Hội Vật liệu Xây dựng Việt Nam. Trước hết là xin cảm ơn ông Huynh đã nhận lời mời tham gia chương trình vấn đề hôm nay của chúng tôi. Và trước khi về bình luận về chủ đề ngày hôm nay thì xin mời ông Huynh và quý vị khán giả cùng theo dõi một cái phóng sự ngắn về thực trạng các lò gạch thủ công trên địa bàn Hà Nội mà chúng tôi vừa thực hiện. Một hecta chuối, nhà anh Phạm Văn Dũng đang ở trong tình trạng chết dần, chết mòn. Bỏ ra số tiền gần 500 triệu đồng để đầu tư vào vườn chuối. Nhưng nay, anh Dũng đang phải tự tay chặt bỏ những cây chuối mà mới chỉ một tháng trước còn tươi tốt. Cứ mỗi cây bị chặt bỏ, tức là số tiền 200 triệu đồng dự kiến thu được ở vụ này lại giảm đi một phần. Khoản nợ ngân hàng vay để đầu tư không biết bao giờ mới trả được. Khói lò gạch đã tiêu hủy toàn bộ lô chuối của chúng tôi. Thế ra là đến giờ phút này thì nếu mà không có biện pháp nào để ngăn chặn cái lò gạch thì toàn bộ là khu này thì chuối chúng tôi đã đi vào là bị chết hết, mà tiêu hủy hết. Thì chúng tôi lâm vào tình trạng mất trắng. Điều đáng nói là năm 2010, sau quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc xóa bỏ lò gạch thủ công, thì gần 70 lò gạch của xã Thạch Đà đã bị phá bỏ hoàn toàn. Dựa trên cơ sở này, người dân ở đây đã mạnh dạn cải tạo đất bãi để đầu tư trồng chuối. Thế nhưng chỉ sau 4 tháng hoạt động trở lại, đầy bất ngờ của 10 lò gạch của xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, hàng trăm hecta chuối bị tàn phá. Cũng là lò gạch cũ nhưng của Thạch Đà là giải phóng được độ 5 năm nay rồi. Nhưng vì bên Hồng Hà trước là vẫn đốt, đấy, không bị giải phóng thì là bên này là ảnh hưởng là cũng là bỏ hoang. Thì sau đấy là khi mà nó gạch bên Hồng Hà rút thì là bên xã Thạch Đà cho nhân dân đấu thầu. Nhìn vườn chuối như này cái thì thực ra là không muốn làm nữa. Trong khi những người nông dân ở xã Thạch Đà đang khốn khổ nhìn hàng chục hecta chuối của mình từng ngày, từng giờ lụi tàn vì khói lò gạch, thì dường như với những cán bộ của xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng lại nằm ngoài mối quan tâm của họ. Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Hồng Hà, thì việc 10 chiếc lò gạch hoạt động trở lại từ tháng 4 năm 2014, xã cũng biết điều này. Tuy nhiên, do địa bàn những chiếc lò gạch hoạt động là bãi bồi nằm ở phía bên kia sông Hồng, nên xã rất khó để quản lý. Và chuyện xã cho phép 10 chiếc lò gạch hoạt động trở lại như vậy là để có thêm gạch xây những chiếc lò gạch khác. Thì chúng tôi xác định là đây là để cho đun đốt, để lấy cái vật liệu xây dựng tại chỗ cái lò thủ công. Để lấy vật liệu để xây dựng cái lò thân thiện môi trường theo công nghệ Đức Trung mà thành phố quy định. Thưa ông Huynh, trong cái phóng sự mà chúng ta vừa xem thì ông Chủ tịch xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng có giải thích cho sự tồn tại của các lò gạch cũ trên địa bàn với lý do là để có gạch xây dựng những lò gạch thân thiện với môi trường. Vậy thì ông Huynh bình luận thế nào về cái sự lý giải này của cán bộ xã?
Đó là cách người Việt. Nhưng họ làm như thế chẳng qua là cách họ nói ra. Tức là họ không muốn giải quyết đi, dẹp đi. Thì họ là tìm ra nhiều cách khác họ để giữ duy trì. Tất nhiên chúng ta đều thấy rồi, muốn tiến lên, muốn phát triển thì chúng ta phải đưa công nghệ mới vào thì mới được. Chúng ta cứ bốn cái cũ không thì chúng ta không thể đưa nền kinh tế lên được. Theo ghi nhận của phóng viên chúng tôi thì khi mà các cái lò gạch này bị dỡ bỏ trước đó thì lập tức chính quyền xã đã dùng đất đó để cho người dân thuê để trồng chuối. Và khi thì các cái lò gạch này bất ngờ hoạt động trở lại trên địa bàn xã Hồng Hà thì gây ảnh hưởng tới bốn xã khác. Và bốn xã này thì tất cả những ý kiến của người dân thì không được giải quyết bởi vì nó không thuộc địa bàn của xã kia. Như vậy thì ông Huynh có cho rằng là chính quyền xã thì đã đặt cái lợi ích của xã lên trên lợi ích của người dân hay không? Cái đó là cái tất yếu rồi. Vì chúng tôi đều thấy cái chuyện đó là vì họ có những cái vấn đề mà bản thân họ vì lợi ích. Lợi ích cá nhân có, lợi ích của nhóm có, lợi ích nọ kia có, hiểu không? Do đó họ duy trì. Chứ thực tế ra cái đó là đã bỏ đi rồi, bây giờ tự nhiên làm lại, tôi biết không phải là lò thường đâu. Nó có cái tiếng đấy, nhưng mà cái tiếng kiểu là cũng lạc hậu hay cả. Nhưng mà người ta họ tìm cách ngụy biện để người ta làm thôi. Đấy. Thì tôi biết cái chuyện đó, và người ta thậm chí, xin mời nói thật các ông chí, là thậm chí người ta dùng cả tiền khoa công nghệ, quỹ khoa công nghệ của nhà nước ấy, đầu tư vào đó đấy. Vì tôi biết mỗi lò cái tiếng như thế, họ mất 1 tỷ đồng. Nhưng mà ý ông nói rằng là ở đây thì chính quyền địa phương tỏ ra rằng họ cũng kiên quyết. Nhưng mà bản chất đằng sau đấy là một thứ mặc ra một cái áo đẹp hơn, bên trong thì vẫn như vậy đúng không ạ? Kiểu thế thôi, đẹp hơn chả đẹp hơn đâu. Tất nhiên có tiến bộ hàng tí. Tuy nhiên thì cũng ở một số những địa phương thì chính quyền cũng tỏ ra rất kiên quyết trong việc khai tử các lò gạch cũ. Điển hình là sự vụ xảy ra trên địa bàn tỉnh Bình Dương trong thời gian vừa qua. Và ngay bây giờ thì xin mời ông Huynh cùng theo dõi sự việc này. 142 lò gạch áp dụng công nghệ Hofmann thay thế cho lò thủ công lạc hậu trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã phải ngừng hoạt động từ ngày 1 tháng 7 năm 2014, bất chấp việc hoạt động hiệu quả, đáp ứng nhu cầu thị trường và giải quyết việc làm cho hơn 4.600 lao động. Lý giải cho quyết định này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương khẳng định 142 lò gạch áp dụng công nghệ Hofmann đều không được tỉnh cấp phép từ năm 2010, dù họ vẫn nhân nhượng cho các doanh nghiệp hoạt động thu hồi vốn trong suốt 4 năm qua. Dù hoạt động không có giấy phép hay sai phép, thì toàn bộ các lò gạch Hofmann vẫn phải nộp thuế như bình thường. Xem xong cái clip ngắn vừa rồi thì ông Trần Văn Huynh đánh giá thế nào về cách giải quyết của chính quyền trong trường hợp này? Và cách giải quyết như vậy thì có phải là một thực trạng chung tại nhiều địa phương hay không? Cái vấn đề đấy là vấn đề của Bình Dương. Nhưng thực tế ra thì ta phải nói thế này, chủ trương của nhà nước ấy, thì có chủ trương là dẹp bỏ lò đứng thủ công và kể cả lò Hofmann, lò vàng, lò cải tiến nói chung, các lò khác. Và phát triển vật liệu không nung tha thế. Nhưng mà đối với lò Hofmann á, mà nếu dùng, anh dùng gọi là không dùng than mà anh dùng các chất của địa phương, tức là gọi là ví dụ các loại thực vật mà thì có thể dùng được, chứ cũng không khuyến khích phát triển, không nên đầu tư phát triển, vì thực tế nó cũng là thuộc về loại lò hậu. Thì tùy theo từng địa phương một xây dựng lộ trình như thế nào là hợp lý đối với địa phương mình và hợp lý với nhu cầu của nhân dân. Nhưng mà rõ ràng nếu mà chính quyền và những cái chủ lò gạch mà liên hệ với nhau bởi một cái mối ràng buộc về mặt lợi ích, gọi là những cái khoản tiền đi đêm đấy, như vậy thì nếu mà để mà chính quyền giải quyết theo cái cách riêng của từng cái địa phương thì rõ ràng là chúng ta sẽ dẫn đến vài bài toán tiêu cực còn khó giải quyết hơn. Đúng rồi, thì đây là vấn đề. Thành ra giao đó cái chủ trương này từ lâu rồi, nhưng mà đến giờ phút này chúng ta vẫn chưa thực hiện được. Vừa rồi tôi đi mười mấy tỉnh ở miền Trung, tôi đi hết xem cụ thể thì đúng. Đến địa phương nào chủ tịch tỉnh cũng có văn bản chủ trương của nhà nước thế này thì ông có chủ trương đưa xuống dưới, nhưng mà dưới có thực hiện hay không là vấn đề, còn vấn đề sắp xếp xem cái lợi ích của người ta. Có lẽ ông Huynh thì cũng đồng ý với tôi rằng là mọi người dân rõ ràng họ luôn luôn muốn có một công cụ sản xuất tốt, đúng, hơn, đúng. Một hiệu quả tốt hơn, đúng. Và sống trong một môi trường trong lành hơn, đúng. Rõ ràng chúng ta đều mong muốn như vậy, nhưng mà trở ngại gì đang khiến những cái giải pháp công nghệ mới bây giờ không thực sự đi vào cuộc sống của họ? Ở đây thì chúng tôi nói tất nhiên cái điểm đầu tiên phải nói rằng cái quyết tâm của mình dùng cái lò gạch thủ công rõ ràng rất hại rồi. Mình muốn đi vào cái khoa học công nghệ, muốn ứng dụng được, muốn tiến lên được thì rõ ràng mình phải tiến lại thì phải dẹp được cái đó đi thì mới được. Mà đồng thời địa phương phải tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người ta. Ví dụ bây giờ trong chủ trương nghị định chính phủ có nói là cho vay vốn thì anh phải cho vay vốn ưu đãi, chứ nếu vốn mà giá cao quá thì không được. Đấy, vấn đề hai là ưu đãi về vấn đề cấp đất cho người ta họ làm. Đấy, vấn đề vậy. Hai là ưu đãi về vấn đề thuế thì mình thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp đấy thì phải ưu đãi các thứ. Thì nếu tạo được điều kiện đó người ta làm thôi. Có lẽ là không ngoa khi nói rằng là tất cả nằm ở chỗ cán bộ, đúng không? Vâng. Nếu mà cán bộ không giải quyết thì dân có giỏi mấy thì cũng không qua được. Đúng. Vâng. Thì cán bộ chủ yếu là không quản lý cả nhà nước. Vâng.
chứ còn bây giờ dân họ sẵn sàng, có nhiều nơi họ sẵn sàng làm, nhưng mà khổ một cái phải có những điều kiện tạo điều kiện cho người ta. Thế nên đôi khi thì hơi mạc nó phải song song nhau, tức là một mạc cán bộ quản lý nhà nước, một mạc người dân, thì hai bên cùng với nhau hợp tác thì rõ ràng cái gì làm được hết. Mà nếu không có sự hợp tác với nhau thì khó lắm. Nhưng mà rõ ràng là đứng ở góc độ là một người quản lý và triển khai chính sách thì rõ ràng là người bán hàng. Nào. Thì đầu tiên là tôi phải cần khách hàng của tôi đã. Đúng rồi. Tin khách hàng của tôi. Chứ không thể yêu cầu là khách hàng tin tôi đi rồi tôi bán cho khách hàng đúng cái sản phẩm tốt, đúng không? À, trang vấn đề khi chúng ta đầu tư thiết bị mới, chúng ta sản xuất, nghiên cứu chế tạo thì rõ ràng cũng có những nhược điểm, những khuyết điểm. Do đó người làm đó, người bán hàng phải tiếp tục theo dõi, giúp đỡ cho người giải quyết tất cả những cái tồn tại, giải quyết những cái gì thiếu sót phải giải quyết ngay, thì uy tín mới có được, mới tiếp tục phát triển được. Mà có một anh không giải quyết tiếp cái đó thì anh tự nhiên mất uy tín và người ta không mua nữa. Ngay cả khi mà người mua đã vui vẻ mua những cái giải pháp mà người bán đã ra sức thuyết phục, thì thực tế cho thấy là không ít giải pháp đã bị bỏ quên sau một thời gian đi vào sản xuất. Mà câu chuyện sau đây thì xin mời ông Huynh cùng theo dõi một câu chuyện mà diễn ra tại Đồng Nai. Sau một năm thực hiện trồng rau sạch theo tiêu chuẩn Việt Gáp, thực hành sản xuất nông nghiệp tốt, 7 hộ dân phường Trảng Giải, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai với 1,5 hectare rau đã quyết định quay về với cách trồng rau kiểu truyền thống do rau sản xuất Việt Gáp không có đầu ra. Gần một năm nay, tất cả máy móc, hệ thống đóng gói, sổ sách ghi chép theo tiêu chuẩn Việt Gáp của hợp tác xã sản xuất rau Trảng Giải không còn sử dụng, do mô hình trồng rau theo tiêu chuẩn Việt Gáp không còn và hợp tác xã sản xuất rau trên cũng tự giải thể. Đầu tư nhiều hơn kể cả công sức lẫn tiền bạc, nhưng giá bán của rau Việt Gáp chỉ bằng rau thường, có lúc lỗ do không có đầu ra ổn định. Qua cái câu chuyện vừa rồi thì rõ ràng chúng ta thấy rằng một giải pháp mà tốt là không đủ. Và điều quan trọng là đầu ra của sản phẩm của những giải pháp đấy có được tính đến hay không. Vậy thì cái câu chuyện lò gạch mà chúng ta đã bàn từ đầu đến trình, hay là cái câu chuyện về luống rau Việt Gáp này thì đều gặp phải trở ngại này. Vậy thì chúng ta sẽ phải giải quyết ra sao để mà những cái công nghệ mới này nó không trôi vào dĩ vãng một cách dễ dàng như vậy? Cái này thì vấn đề trong cơ chế thị trường mà sản xuất hàng hóa thì cái đó cái tất yếu này nó sẽ xảy ra. Đây, do đó người sản xuất ra hàng hóa phải nghĩ đến cái thị trường tiêu thụ như thế nào. Hai việc nó song song với nhau, cái chặt chẽ với nhau, chứ không thể sản xuất cứ sản xuất thị trường lên thế nào. Tức là ta sản xuất ra nhu cầu theo nhu cầu thị trường. Ví dụ tôi nói trang gạch, thế vừa qua chủ trương của nhà nước ta đấy, cũng thừa nhận phát triển vào được không nung, tha thiết gạch sẽ nung là cái sẽ đúng và phải làm và làm mạnh đấy, thì các chủ đầu tư họ hăng hái đầu tư đây nè, nhưng bây giờ tiêu thụ như thế nào, đây là vấn đề. Vừa rồi chúng tôi đã báo cáo chính phủ là phải tạo dựng một thị trường đây cho bằng được. Do đó vừa rồi Bộ dựng ra thông tư 09, tức là yêu cầu tất cả các công trình vốn nhà nước là phải sử dụng vật liệu không nung. Đây thì đây vấn đề. Còn hai là nhà cao tầng thì phải sử dụng vật liệu nhẹ. Đây là vấn đề. Thế thì bây giờ, nhưng mà đó là chủ trương. Thế bây giờ chủ trương này có thành hiện thực hay không thì bây giờ phải vận động các nhà tư vấn thiết kế và tính toán kỹ. Nhưng mà nói thật anh thế này nè. Trước đây họ dùng gạch đất sinh nung quen rồi. Cứ thế mà làm. Thì thiết kế tính toán có chỉ tiêu có đủ các thứ rồi. Cứ thế mà làm. Bây giờ qua luật vật liệu mới này phải có tiêu chuẩn, phải thiết kế, phải tính toán lại mới thì người ta là không thích ấy, chứ không phải là họ ấy đâu. Họ biết tốt nhưng mà khổ ra tốn thì già. Bây giờ tôi phải nghiên cứu, tôi phải tính toán lại cả cái thứ. Như vậy thì rõ ràng chúng ta cùng hiểu rằng là cái câu chuyện những cái lò gạch cũ mà chúng ta đã bàn tới nó đặt ra một vấn đề mà tôi thấy một ý kiến chuyên gia rất là hay, đó rằng là trước khi đưa ra quyết định buộc phải sản xuất theo công nghệ mới thì chúng ta đã có đủ những tiêu chuẩn nhất định về quản lý chất lượng cũng như bảo vệ môi trường cho việc sản xuất gạch ngói hay chưa? Tức là dù chúng ta theo cách công nghệ nào đi nữa, dù chúng sau này chúng ta sẽ đổi theo công nghệ mới thì nó cũng phải có đủ bộ tiêu chí. Đúng. Đúng không? Đúng. Chứ còn nếu không thì chúng ta sẽ lại quay trở lại vấn đề cũ, đúng không? Vâng vâng. Vậy thì hiện nay thì theo ông thì ông đánh giá thế nào về cái vấn đề này đang ở triển khai ở Việt Nam hiện nay? Tất nhiên lúc đầu ra thì cũng phải xa mất một năm trời. Hơn một năm thì các bộ ngành mới trả theo được. Bắt đầu ra các tiêu chuẩn rồi định mức kinh tế kỹ thuật nói chung tất cả thứ. Qua hơn năm mới ban hành được hết. Thống nhất đến giờ phút này chúng ta có bộ tiêu chuẩn rồi đấy, các bộ tiêu chuẩn về tiêu chuẩn sản xuất cũng như cái chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật để mà tăng thi công xây dựng được như thế nào, thì có đỉnh mức được các thứ bắt đầu ra đủ. Nhưng mà đó từ đó là 4 năm trời thì giờ phút này chúng ta đầy đủ rồi đấy, nhưng mà tất nhiên qua quá trình sử dụng thực hiện chúng ta luôn luôn phải theo dõi kỹ và điều chỉnh kịp thời.
Và nhưng mà tất nhiên thì dù sao thì chúng ta cũng không muốn là điều chỉnh quá nhiều, thà chúng ta có một thời gian chuẩn bị sớm hơn. Chứ tôi nghĩ là 4 năm vừa rồi thì nó đã tạo ra rất nhiều hậu quả mà chúng ta chưa khắc phục được. Đúng, quá đúng đấy, anh nói. Vừa rồi có hiệu quả, do đó phải khắc phục đấy, trong quá trình đó phải khắc phục. Do đó tôi nói nãy, do đó cái tội vẫn chưa được cái thị trường là vì thế đấy. Vì anh muốn làm được đó, tất cả phải đồng bộ hết cả, thì cái thị trường họ mới đấy lên được. Vừa rồi chủ trương của nhà nước cũng đúng thôi, đề ra vấn đề tế cơ cấu nền kinh tế của mình. Tế cơ cấu như thế nào, đây là vấn đề đó. Do đó chúng tôi nghĩ rằng việc cơ quan quản lý nhà nước từ trung ương đến địa phương thì phải mạnh tay vào, tham gia vào tích cực thì chúng ta mới tiến lên được, mới xây dựng được cái thị trường ổn định và phát triển mạnh được. Chúng ta cùng chờ đợi xem kết quả của việc tái cơ cấu và xây dựng như thế nào, đúng không ạ? Cảm ơn ông rất nhiều cho chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn. Thưa quý vị và các đồng chí, hàng nghìn lò gạch cũ không thể xóa sổ hết trong hàng chục năm vừa qua tại nhiều địa phương, thực chất là do giải pháp công nghệ mới chưa bắt nguồn từ thực tế đời sống và cũng chưa chứng minh được hiệu quả kinh tế của nó so với cách làm cũ. Câu chuyện những lò gạch cũ được dựng lên để sản xuất gạch, xây những lò gạch mới tại xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng mà chúng tôi đã đề cập ở đầu chương trình chỉ là một ví dụ điển hình cho thấy trách nhiệm và tư duy làm việc nửa vời của chính quyền địa phương. Sự nửa vời ấy bắt nguồn từ những sự móc ngoặc về lợi ích giữa chính quyền và các ông chủ lò gạch, để rồi hàng loạt giấy phép đã được cấp và sai phạm lại được bỏ qua. Chương trình vấn đề hôm nay xin tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.